nghĩ lại phần mình càng thương. Ôi hỡi con ơi, suốt 18 năm qua mẹ cam khổ sợ biết mấy chừng, chờ đợi ngày con lớn khôn. Nguyệt, em. Dạ, chào thầy. Mời thầy ngồi. Mời thầy dùng nước. Đã nhiều lần tôi gian em, đừng có kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nghe nó khó chịu lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng yếm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi, Nguyệt ơi, anh đang cúi đầu chờ ân ơn quên, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em có đau lận đần, suốt cuộc đời duyên nợ dở dang. Lương tâm thầy cắn rứt chắc, tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình, hoặc ba thần tấm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba thần tấm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại, anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng gia thu nhưng cũng là vợ chồng sao chưa có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao người ta hiểu được anh với em đã vượt ra khuôn khổ gia đình. Nguyệt coi là ta nói lại mối tình xưa giá dở. Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại mỗi một mình tôi đau khổ. Còn cho dù ý anh thì sẽ thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì anh để nhớ cho tôi cam bề. Xa thôi thì tình của chúng ta.
anh là ba của thằng Tâm. Gặp gỡ má thằng Tâm với tất cả niềm nhớ thương trọn vẹn. Con của chúng ta thằng Tâm sẽ tốt nghiệp ra trường. Sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành thằng tốt để vợ chồng mình quan hệ năng ly. Chúc mừng con trong buổi lễ thành nông. Tâm ơi, thương con, mẹ chỉ tính gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện năng ly. Em gửi quà gì cho con? Đây, mặt hối thiếu còn dáng vợ. Chim nguyên hương à, trong ánh chớp nền trời đấy đó, nguyên hương và cuộc sống tuyệt vời. Dịu dàng từng đường kim mùi chi, có trái tim sáng son tình chung. Nhịp nhàng phương trời xa tâm, chiến lớn đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bao nhiêu năm rồi em thản nhiên như người qua đường xa lạ, trong khi anh ấp ủ anh ăn yêu một bầu quyết tim đềm hạnh. Còn em thì lánh lục từ chối, khiến cho anh đây tìm nát ruột xé lòng. Nguyệt em hãy cho anh một ân huệ. Chúng ta nên dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quyên hương trong hoàn cảnh khi thời tiết đổi thay. Một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình nướng sức vô. Những than than ngày ngày đã gào to trên sóng dữ, nhưng từ lâu rồi em giấc xuống nấu cam trong trời, tình gối chân nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng, duyên can lệ không thể nào tái hợp. Gương xưa đã giờ làm đôi môi, quãng đường xa còn trông gai thăm thầm xa vời. Thằng Tâm sẽ như thế nào trước cảnh trở đời bán lời mua dân, mùi giao thời mới của đổi thay. Chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc phũ phàng. Em ạ, anh đã lo đầy đủ cho con từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một thứ gì hết. Em biết không, nó có hiếu lắm em ạ. Theo tôi như vậy cũng chưa có đủ, mà thương con là phải sống
cho trọn vẹn gì có. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp rong rêu cành bà áo tù, hãy chắp cánh để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời. Hiện tình khốn khổ của người dân.